Ái tình khó buông. Tác giả Vũ Ngọc Hương. Tập 2. Mai Phương thở phào nhìn nồi thịt kho vừa mới cạn nước, còn ánh lên cái màu cánh gián hết sức kích thích vị giác. Vừa mới xoay đầu, cô bắt gặp đôi mắt lấp lánh kìm nén dục vọng chiếu về mình từ người đàn ông kia. Bất giác họng đắng lưỡi khô liền cúi xuống. Anh ta là kẻ sống bằng thân dưới mà, cô không cần phải bất ngờ như vậy chứ. Tổng giám đốc quen sơn hào hải chị, tôi không có dám tiếp đón. Đổi bữa một chút cũng hay mà. Hoàng Nhân vô sĩ tự sắp chén đũa cho mình rồi ngồi vào cái bàn gỗ nhỏ gần cái bếp chờ đợi. Muốn đá bay anh ta ra khỏi nhà, Mai Phương cắn răng vào môi trước cái vị khách không có mời có da mặt dày cỡ da trâu này. Tôi không có nấu đủ cơm. Cô cứ ăn đi. Nếu cô có lòng thì tôi không có từ chối. Nếu không có cũng không có sao. Cô nhây hết biết luôn. Cuối cùng cô vẫn không nỡ để anh ta ngồi chầu mỏm, quyết định bày cái dĩa rau muống, nước canh chua cùng với chén thịt heo kho tàu để ra trước mặt anh ta rồi ngồi xuống đối diện. Tủm tỉm hài lòng, Hoàng Nhân tự xới cơm cho mình, Mai Phương cũng tự xới cơm, yên lặng ăn. Không khách khí, Hoàng Nhân nếm thử một miếng thịt kho, quả nhiên là ngon đến mê mẩn. Hay tại vì cô ta là người nấu? Cô đang tìm việc hả? Đặt chén cơm hết sạch xuống bàn, Hoàng Nhân lên tiếng. Mai Phương nheo nheo đôi mắt nhìn người trước mặt. Đừng có nói người đàn ông chiều nay cảnh báo cô là kẻ anh ta sai khiến đó nghe. Đáp lại cái vẻ nghi kỵ của Mai Phương, Hoàng Nhân đủng đỉnh giải thích. Trưa nay thấy cô cầm cái tập hồ sơ. Cô ậm ừ xác nhận. Hai cô ứng tuyển vào Trần gia đi. Hoàng Nhân khẽ gợi ý, trong lòng dâng lên một cảm giác hồi hộp. Tệ thật, cô ta khiến anh cảm thấy hồi hộp, muốn tốt với cô ta mà lại sợ cô ta từ chối. Cảm ơn ý tốt của anh, tôi sẽ suy nghĩ. Cô lịch sự từ chối, dù sao anh ta cũng có ý mời cô về làm việc. Cô tự thấy mình không nên quá quắt. Dọn chén dĩa sau bữa ăn vào cái bồn rửa chén, cô dặn dồi nước, mặc kệ ánh nhìn chiếu vào gáy nóng bỏng phía sau lưng. Hơi thở nóng hổi phả vào mang tai từ lúc nào, cảm giác rùng mình, cô khựng hai bàn tay đầy bọt xà phòng đang cầm chén. Ai kia thì thầm bên tai cô, có cách để kiếm tiền nhanh hơn đó. Vòng tay lớn tranh thủ tròn qua cái eo thon mơn trớn. Cô bực mình cong người, hai tay còn dính xà phòng, không khách khí, tách hai tay kẻ đáng ghét này ra khỏi người của mình. Gương mặt đỏ trần trần, cô xoay người lại trừng trừng nhìn anh ta mà quát. Tôi đã nói rõ ràng rồi, tôi không phải là làm gái, tại sao anh không có buông tha cho tôi? Cảm giác ấm ức làm hai mắt của Mai Phương đỏ que. Trần Hoàng Nhân như con đĩa đói bám dính lấy cô. Tất cả những gì anh ta làm chỉ để tìm cách mua dâm từ cô, khốn nạn thiệt. Bàn tay còn dính bọt đặt vào cơ bụng rắn chắc, cô đẩy mạnh anh ta về phía cửa. Anh cút đi, đừng có bao giờ tìm tôi nữa, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đó. Hoàng Nhân nheo mắt, thân hình cao lớn khiến cho Mai Phương khó bề đẩy đi. Nếu tôi rời khỏi đây, tôi chỉ sợ cái lũ người kia sẽ hành hạ cô đó. Đó là chuyện của tôi. Mai Phương liều lĩnh, mặc kệ tất cả. Cô đúng là ngu xuẩn, mới nghĩ có thể nhờ cậy cái kẻ dùng thân dưới để suy nghĩ này. Hoàng Nhân điềm tĩnh nhướng mày, anh xoay người bước ra khỏi căn phòng trọ nhỏ. Cô ta như con nhím nhỏ xù lông,
Không có dễ để cô ta chấp nhận thỏa mãn bản năng trong anh, nhưng nghiêm túc theo đuổi yêu đương cô ta thì thật tình anh chưa từng nghĩ tới. Mua đồ ăn đêm đem lên cho cô ta, chú ý bảo đảm an toàn. Dặn dò đám vệ sĩ, sau đó anh ra lệnh cho tài xế. Đến Michelle. Một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng. Hoàng Nhân không có muốn thả mình ở những nơi không có an toàn thêm một lần nào nữa. Chủ nhân quán bar, nhà hàng Michelle không ai khác chính là người bạn từ thuở thiếu thời của anh, Vương Quang. Nới lỏng cổ áo, cảm giác khó chịu khiến cho Hoàng Nhân nóng nực. Gương mặt xinh đẹp còn phảng phất nét ngây thơ, dốc dáng nảy nở cùng mùi hương cuốn hút trên cơ thể của cô ta vương vấn đầu óc, làm cho Hoàng Nhân bức bối. Vô thức dò đầu xì một tiếng. 8 giờ tối, quán bar Michelle còn vắng vẻ chưa có khách. Có chuyện gì mà yêu cầu đích thân tôi hầu rượu ông vậy? Rót chai rượu sóng sánh vàng tiếp bạn. Vương Quang cười cười tò mò hỏi Hoàng Nhân. Hoàng Nhân nhún vai, mỉm nhẹ môi nhìn cái ly rượu mát lạnh. Ông không có bận cái gì chứ? Có bận không phải gác lại thôi. Nhìn ông như thế này, đừng có nói với tôi là thất tình đó nghe. Hoàng Nhân nhếch miệng cúi xuống lắc đầu. Không, đó không phải gọi là thất tình được. Tóm lại là ông không vui đúng không? Nhưng mà ở cái chỗ của tôi, không có ai được phép không vui. Vương Quang vỗ tay, một dàn tiếp viên xinh đẹp chân dài từ gian phòng bên trong ùa ra. Hai mắt bọn họ đều sáng trưng như đèn pha khi thấy người đàn ông cực phẩm ngồi ở đó. Bạn thân của anh đó nghe, tụi em liệu mà chăm sóc chu đáo. Vương Quang ghé tai Hoàng Nhân. Tùy ý thưởng thức nghe hùng, thằng Hải cam đoan với tôi ông đã bình thường rồi, đúng chứ? Hoàng Nhân chưa kịp phản ứng, đám con gái mặt mũi son phấn lè loẹt liền bao vây xung quanh. Những bàn tay mềm mại vừa chạm vào cơ thể, anh lập tức cảm thấy rùng mình. Da gà da vịt nổi lên, liền bực bội gạt hết ra, dùng đứng dậy bước theo Vương Quang. Ông làm cái trò gì hả? Tôi đến đây là có chuyện muốn nói với ông. Vương Quang làm bộ ngạc nhiên, xoay đầu lại nhìn đám con gái tiêu nghỉu phía kia thì thở dài. Quả ra ông vẫn chưa có bình thường à. Tôi đến đây cũng vì cái chuyện này. Vương Quang cau mày. Lên tầng thượng đi. Vừa ngồi xuống sofa trên tầng thượng không một bóng người, Vương Quang liền quan tâm hỏi. Có chuyện gì vậy? Ông biết cái loại xuân dược có tên là ATS không? Vương Quang nhướng mày, sau đó cười khùng khục. Đã nghe tới cái tên mà chưa được thử qua. Tác động của nó như thế nào? Có thể nói là làm loạn thần, cơ thể bị kích thích cực độ. Chỉ cần đàn bà xuất hiện trước mặt là có thể làm cái chuyện đó với sức mạnh sung mãn nhất. Đặc biệt, trí nhớ bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong khoảng thời gian chịu tác dụng của thuốc. Cái thứ lưu lại chỉ là cảm giác tuyệt vời. Chuyện ảnh hưởng trí nhớ thì Hoàng Nhân đã hiểu, nhưng... Chỉ cần đàn bà xuất hiện sao? Đúng vậy, có những bà hồi xuân tìm kiếm cái thứ thuốc đó để cho trai trẻ uống, rất hài lòng. Hoàng Nhân bất lực gật đầu. Cũng có nghĩa khả năng cao anh đã làm chuyện đó với đứa con gái có tên Mai Ngọc kia rồi mà không có nhớ. Còn với Mai Phương, cảm hứng của anh là thật, không có liên quan đến thuốc. Nếu mà phụ nữ uống cái loại thuốc này thì sao? Phụ nữ uống vào chỉ mê man ngoan ngoãn chiều chuộng đàn ông, không có chống cự. À, trí nhớ cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong thời gian đó. Tôi nghe thì nó đồn như vậy, thì biết vậy thôi, đừng có nghĩ dễ dàng tìm được nó nghe. Hoàng Nhân nghiêm nét mặt. Cái việc mà tìm mua thuốc đó cực kỳ là quan trọng, ông cần phải giúp tôi. Nhờ gã Dung mà anh biết tên loại xuân dược mình bị đầu độc, nhưng nguồn mua nó khó khăn như vậy, nếu có thể truy tìm, rất có khả năng anh tra ra được kẻ đã hạ độc anh. Tôi sẽ cố gắng. Ông tùy ý thưởng thức rượu ngon cảnh đẹp, muốn người đẹp cứ báo, tôi phải phục vụ khách hàng bây giờ. Khóe môi mỏng khẽ nhếch lên.
Cảnh hồ nước lấp loáng ánh đèn trước mặt cũng tạm xem là đẹp. Chạm môi cái ly rượu mạnh, đầu óc của anh phiêu dạt trong cái mớ hỗn độn. Không hiểu sao, hình ảnh Mai Phương lại như ma vờn trong tâm trí, càng xua đi lại càng hiện rõ. Tiếng chuông báo bất ngờ réo rắt, Hoàng Nhân rút điện thoại từ túi áo vest mở ra nghe. Có chuyện gì? Mai Phương coi mất tích rồi. Toàn thân chợt lạnh toát, anh gào lên. Tụi mày làm ăn như thế nào, hả? Em xin lỗi, tụi em kéo nhau đi ăn tối, để lại một thằng canh chừng, nào ngờ nó bỏ đi đâu mất, thành ra tìm kỹ coi. Cửa phòng cô ấy mở toang, điện đóm cả quạt còn bật, giày trước cửa vẫn còn, có người nói có một chiếc xe hơi lạ đậu ở đây bây giờ biến mất luôn. Đầu óc không còn nghĩ được điều gì, Hoàng Nhân vội lấy chìa khóa từ người tài xế, phóng với tốc độ nhanh nhất trở lại khu nhà trọ tồi tàn của Mai Phương. Cô ta không chấp nhận chiều chuộng anh, không có nghĩa là cô ta gặp nguy hiểm anh sẽ bỏ mặc cô. Hoàng Nhân tức điên người, đập mạnh bàn tay cuộn chặt vào vô lăng, bóp trán cố gắng trấn tĩnh. Hồi chiều có một gã khả nghi lanh quanh ở nhà Mai Phương thoát ẩn thoát hiện. Thấy nhóm người của anh ở đó, gã chuồn thẳng không còn thấy mặt. Không ngờ, chỉ sơ sỉnh một chút, bọn chúng đã nhanh chóng hành động. Lúc này, cần tìm con nhím nhỏ đó càng sớm càng tốt. Nhớ đến chuyện Mai Phương nói từng bị bắt cóc, anh cau mày suy nghĩ, kẻ bắt cóc cô ta lần trước là ai? Rất có khả năng gã Dung biết chuyện này. Anh lập tức bấm số điện thoại của gã, âm giọng ẻo ợt vang lên. Cậu Nhân, cậu cảm cho tôi thêm thời gian đi, con nhỏ đó trốn đâu cũng kỹ quá, nên anh trai nó còn không tìm được. Cô ta vừa bị bắt cóc, bọn các ông có nhúng tay vào không, hả? Anh quát trong điện thoại làm cho gã Dung giật bắn mình. Gã lập tức hiểu vấn đề liền cam đoan. Quan quá mà. Nào chúng tôi có tìm thấy nó bắt cóc chứ. Cậu tìm được rồi, sao không báo cho chúng tôi đỡ mất công tìm? Đừng có dối trá. Các người đừng có nghĩ một tay che cả bầu trời. Chuyện của ta bị bắt cóc lần trước chắc chắn các người nhúng tay vô. Để tôi làm ra lẽ thì các người cứ xác định đó đi. Gã Dung làm sao có thể không biết thế lực của Trần Gia được chứ? Gã lập tức tìm cách xoa dịu anh. Nè, Trần Tổng thông cảm. Lần đó quả thật là do người của ông Trùng chúng tôi làm. Anh trai nó mắc nợ cả tỷ mà không còn gì trả nợ. Hắn xin nộp em gái. Cam đoan em gái hắn biết điều sẽ không có tung hê tất cả, nên ông ấy mới chấp nhận. Còn lần này tụi tôi thực tình không có liên quan. Hoàng Nhân hiểu khả năng cao gã đã khai thật. Số tiền anh chi để gã tìm người không nhỏ, anh sẽ không cá dại mà thông báo cho anh ta một cái tin tìm được người. Lạnh giọng tra hỏi, cảm giác khó chịu dâng đầy trong lồng ngực. Cái kẻ mà bọn ông sắp xếp mua trinh cô ta là ai? Tên Dung biết tác dụng của ATS khiến trí nhớ của Hoàng Nhân bị ảnh hưởng. Thực tế cũng cho thấy anh không có biết bị tráo người. Chuyện này liên quan đến tính mạng của gã trước Tạ Tuấn, đặc biệt nghiêm trọng, nên gã nhanh chóng đáp. Là nhị thiếu gia của Mỹ An, Trương Thế Quân. Cắn chặt răng vào môi, Hoàng Nhân không rõ cảm xúc trong anh lúc này là thế nào, chỉ biết vô cùng khó chịu. Muốn moi tim móc ruột gã Trương Thế Quân quang đàn nổi danh kia ra. Thuốc ATS, các người giữ phải không? Hoàng Nhân hỏi lại thêm một lần cái điều mà anh nghi ngờ. Chúng tôi không có loại này, tôi không phải đã nói với cậu rồi sao? Gã đúng là không có biết nguồn thuốc ở đâu thật. Kẻ dắt mối như gã lùng cái loại thuốc này suốt mà đâu có tìm được chứ. Nếu gã biết thì đã kiếm được bộn tiền rồi đó. Tối nay, Tinh Dung cũng chỉ đoán Hoàng Nhân trúng phải cái loại biệt dược này trước bộ dạng khổ sở của anh, còn nói liều để dụ dỗ anh xa lưới. Đến khi tỉnh dậy, anh không có ý kiến gì với con nhỏ bị tráo, gã mới chính thức tin vào suy đoán của mình. Tuy nhiên, gã Dung nghi ngờ con nhỏ Lê Mai Phương cũng trúng cái loại độc dược này. Cũng có nghĩa, khả năng người của gã Quân kiếm được cái loại thuốc này và cho Mai Phương uống với mục tiêu phục vụ
thất vọng, hừ mạnh một tiếng. Hoàng Nhân tắt máy, tiếp tục phóng chiếc xe lao băng băng trên đường. Anh hoàn toàn không có manh mối, không biết kẻ nào ra tay bắt cô đi. Đám vệ sĩ đã báo cảnh sát. Khi Hoàng Nhân về đến nơi, cảnh sát đang truy xuất camera từ các hộ dân gần đó. Chiếc xe đưa Mai Phương đi dùng biển số giả. Khủng kiếp. Lơ mơ tỉnh giấc, Mai Phương nhận ra mình đang trên một chiếc xe hơi xa lạ. Toàn thân của cô rung lên vì sợ hãi. Miệng bị dán băng keo, hai tay trói quạt ra sau. Cô chỉ có thể đòi thoát. Âm giọng đe nẹt từ một gã đàn ông ngồi cạnh ghế lái vang lên. Ngồi yên đó đi cô em. Anh trai của em mắc nợ đến cả tỷ. Chỉ một lần bán trinh của cô em thì làm sao mà đủ. Chuyến này tụi anh mang cô em qua biên giới. Cô em chịu khó phục vụ bọn đàn ông ở đó, trừ nợ dần nghe. Cảm giác buốt lạnh xuyên qua từng tế bào cơ thể. Nước mắt lăn dài, Mai Phương bất lực vùng vằng, lắc người chống đối. Miệng không ngừng phát ra âm thanh khốn khổ. Cô sẽ phải làm gái bán thân trả nợ sao? Đã thất thân một lần, cô vẫn không thể nào thoát ra khỏi món nợ anh trai của cô gây ra sao? Không, cô không có cam tâm. Chìm trong tận cùng tuyệt vọng, cô tự trách bản thân, coi thường lời cảnh báo của Trần Hoàng Nhân. Nếu như thà là anh ta. Không, cô tuyệt vọng đến phát điên mất rồi. Anh ta cũng không có ra cái gì. Cô trách thì phải trách gã anh trai của cô, chứ không phải trách bản thân cô không có chịu nghe theo lời Trần Hoàng Nhân. Chiếc xe băng băng trong màn đêm tối lạnh lẽo. Khóc hoài, khóc mãi đến kiệt sức, cô mệt lả là thiếp đi. Bữa tiệc sang trọng tại nhà hàng Rose cùng đối tác lớn không thể làm Thế Quân cảm thấy vui vẻ được. Gã đang chờ đợi tin tức. Âm thanh điện thoại vừa lé lên, gã lập tức bước vào nhà vệ sinh. Sao rồi? Nó lại ngủ rồi. Đến đoạn thị trấn thì tụi em sẽ dừng lại. Anh đuổi theo là kịp đó. Cảnh sát đang truy lùng tụi mày đó. Vào sâu trong núi đi. Vậy hả? Em biết rồi. Anh yên tâm đi. Thấy Long không bỏ qua vẻ sốt ruột suốt bữa tiệc của em trai. Lúc này khách khứa đã ra về hết. Thấy Long đe giọng. Chú đã 28 tuổi rồi, đến lúc lập gia đình rồi đó. Thế Quân nhún vai. 32 anh mới lấy vợ, em mới 28. Chú khác anh, ba không có chờ lâu được. Thế Quân không trả lời. Trong lòng của gã, mong cái việc gã vừa mới bày ra không đến tai của anh trai. Ngay khi Thế Long bận rộn việc khác, gã lập tức chuồn thẳng. Chuyện với con nhỏ đó dứt khoát chỉ là chơi bời. Gã sẽ chán cô ta trước khi anh trai của gã tìm đến là được. Xung quanh là rừng rậm rì rào, cảm giác bị lay người làm cho Mai Phương tỉnh táo trở lại. Quát đôi mắt căm hờn, nhìn cái kẻ vừa mới lay cô. Gã quát lớn. Ra ngoài! Vừa quát, gã vừa lôi cô ra khỏi xe. Có người chấp nhận mua lại cô em. Nhanh sang xe của người ta đi. Gã còn lại ngọt nhạt khuyên nhủ. Cô em phải cảm ơn người ta đi. Có thế nào vẫn hơn làm cái đồ chơi cho cả ngàn thằng đó ngang. Phục vụ thiếu gia đó cho tốt dù. Biết điều thì đời cô em lại bước lên tiên đó. Cánh cửa hàng ghế sau chiếc xe hơi trắng vừa mới mở. Mai Phương bị đẩy vào trong. Hai mắt cô lập tức long lên tối sầm lại. Kẻ vừa mới mua cô. Lại một lần nữa là hắn. Cô hận chưa thể để cảnh sát bắt hắn đã lại một lần nữa rơi vào tay của hắn. Thế Quân kìm nén vui mừng, tỏ vẻ lạnh lùng nói. Lại gặp nhau rồi. Chăm chú quan sát đôi mắt nai ướt rượt một lượt, gã có chút chua xót, đưa tay nhẹ nhàng gỡ cái băng dính trên miệng Mai Phương. Ánh mắt gã si mê không che giấu trước nhan sắc yêu kiều vừa mới hiện ra. Không hiểu sao, gã chết mê chết mệt, cái vẻ nai tơ lại cứng cỏi ở cô gái này, dù gã đã trải qua vô số đàn bà. Anh bày ra cái trò này đúng không? Mai Phương đanh nét mặt phán đoán. Thông minh, gã thầm khen ngợi người đẹp, bỉm môi nhẹ. Em nghĩ món nợ của anh trai của em chỉ một lần bán thân cho anh là xong sao? Nhưng mà đừng có lo. Đến hôm nay anh đã trả dứt điểm cho anh trai của em rồi.
Chiếc xe bị cảnh sát truy đuổi ở đằng kia đang nổ máy. Gã nhếch miệng trêu chọc. À, nếu em không có muốn làm người của anh, vậy thì làm gái bán thân nơi biên giới. Anh cho em chọn đó. Khốn nạn. Cô khẽ rung lên khi nhớ lại những giây phút tuyệt vọng tăm tối trong chiếc xe kia. Cuối cùng, cam chịu nuốt nghẹn gật đầu. Ít nhất giờ phút này, cô không có lựa chọn nào khác. Cô muốn trở về thành phố, muốn báo cảnh sát tất cả mọi chuyện. Nhưng lúc này, cô chưa thể làm vậy, chỉ có thể chấp nhận nghe gã. Đương nhiên, Thế Quân hiểu cô gái này không có dễ chinh phục, đồng thời về thành phố cô sẽ tìm cách báo cảnh sát. Cho nên, gã quyết định đem cô đi. Trước mắt, Thế Quân phải chinh phục được cô gái xinh đẹp này. Chuyện cô ta thất thân với Trần Hoàng Nhân, cả cô ta và hắn đều không nhớ, gã sẽ xem như không có. Kéo Mai Phương lại gần, để cô nép mình vào lồng ngực gã. Gã hít hà mùi hương trên mái tóc, đầy say mê của cô, mặt cô rùng mình ghê tởm. Anh đưa tôi đi đâu? Đến một nơi chỉ có hai ta. Giờ này ra đảo Ngọc là đẹp nhất em à. Không, tôi còn phải về thành phố đi làm, sếp tôi rất khó tính. Bậy nào, em còn chưa được nhận việc đâu đó nghe. Thấy Quân nâng cầm cô lên thì thầm. Công việc là chuyện của cả đời, bây giờ chuyện gì quan trọng hơn thì làm trước. Đôi môi anh đào hé mở như mời gọi gã thưởng thức. Lòng rộn ràng, gã mơ màng nhắm mắt lại. Vừa chạm lên môi người đẹp, chật chiếc xe thắng gấp làm cho gã ngã chúi đầu về phía trước. Còn mẹ nó chứ, mày lái xe cái kiểu gì hả? Gã quát lớn, hai mắt lập tức long lên nhìn trừng trừng chiếc xe hơi đen bóng trước mặt. Chủ nhân chiếc xe sang trọng cùng với biển số quý hiếm kia không ai khác chính là Trần Hoàng Nhân. Ngay sau đó, hai chiếc xe hơi phía sau xông lên tạo thế bao dây xung quanh xe của Thế Quân. Chửi thề một tiếng, Thế Quân bực tức đẩy cửa, dù thừa biết kẻ nào nhưng vẫn bước ra quát tháo ầm ĩ. Tụi mày là ai? Tại sao lại chặn đường? Trần Hoàng Nhân đẩy cửa xe bước ra, một thân âu phục cao lớn đầy khí phách như áp đảo tất cả, ngạo nghễ thách thức kẻ đứng trước mặt. Mai Phương chưa bao giờ muốn nhìn thấy anh ta như lúc này. Tự nhiên, nước mắt cứ vậy mà lăn dài. Phải rồi, ít nhất anh ta không ép buộc cô. Dù mục đích bị ổi, nhưng anh ta cho cô lựa chọn, còn bảo vệ cô khỏi nguy hiểm. Ít nhất, anh ta đáng tin hơn kẻ cưỡng hiếp và ép buộc khiến cô căm thù nhất trên đời kia. Hoàng Nhân nheo đôi mắt sắc đanh giọng. Trả người! Thế Quân phì một tiếng. Người nào của mày mà đòi? Cô gái có tên Mai Phương, cảnh sát đang trên đường tới đây. Tốt nhất mày hãy giao người ra đi. Mai Phương còn đang bị trói quạt tay. Lay quay một hồi, cô cũng mở được cánh cửa xe mà Thế Quân vừa mới mở, chạy ào đến trốn sau lưng của Hoàng Nhân. Thực ra, nghe việc cảnh sát đến đây, Thế Quân đã bắt đầu lo lắng, lưỡng lự đứng lặng. Hơn nữa, phía Hoàng Nhân đang áp đảo gã. Tại sao Hoàng Nhân chặn được xe của gã? Liệu có phải cảnh sát đã tra ra chính gã là kẻ đứng đằng sau hay không? Nếu đúng như vậy, chỉ sợ anh trai của Thế Quân là phải mất công cứu gã khỏi song sắt trại giam. Nấp sau tấm lưng rộng lớn của Hoàng Nhân, Mai Phương cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết, không muốn đối diện với đôi mắt đỏ vàng cuồng nộ kia. Cơn tức giận trong lòng của Thế Quân dâng lên như sóng tràn. Lại một lần nữa, Trần Hoàng Nhân đã cướp trên vàng mướp mỹ nhân của gã. Chó má! Trần Hoàng Nhân, mày có sợ thích ăn lại của tao à? Thế Quân tức tối, sau đó nói riêng với Mai Phương đang núp sau lưng Hoàng Nhân. Mai Phương, việc tôi trả nợ cho anh trai của em là thật. Anh rất thích em. Đi theo anh, em sẽ được chiều như bà Hoàng. Mai Phương lắc đầu sụt sịt nói giọng ra. Không, tôi căm thù anh, phải tránh tôi ra. Thế Quân đen kịch mặt mũi, xem như việc tối nay gã bày trò vất vả vô ích, lại còn có nguy cơ phải đối mặt với cảnh sát. Không còn gì để mất, gã dọa nạt.
anh trai của em còn đó, em nên biết điều. Dứt lời, Thế Quân điên tiết, dậm mạnh chân trở lại xe. Chiếc xe nhanh chóng quay đầu về thành phố. Nước mắt lăn dài trên má, cảm giác chua xót đến cùng cực. Mai Phương ngồi thụp xuống. Anh trai của cô chưa một lần đem cho cô một nụ cười mà chỉ toàn là nước mắt. Tại sao cô lại có một người anh trai như vậy chứ? Tại sao số phận lại khắc nghiệt với cô tới như vậy? Tại sao bóng tối vẫn mãi bao trùm quanh cô? Dù cô đã cố gắng bằng cả sinh mạng, cuối cùng vẫn không sao dùng thoát ra được. Dùng con dao găm cắt đứt dây thừng trói cổ tay Mai Phương. Ngay sau đó, Hoàng Nhân kéo khuỷu tay cô lên. Cơn nghẹn ngào, tủi phận, vây hãm, không muốn ai chạm vào người, cô vùng vằng không có chịu giật tay lại. Hoàng Nhân mặc giày liền ngồi xuống ôm choàng lấy cô trong vòng tay lớn, một lực giác cô lên vai, bụng úp vào bờ vai rộng, hai chân cô quẩy đạp trong không khí, hai tay đập đập vào lưng anh, cô gào thét. Bỏ tôi xuống, anh đem tôi đi đâu hả? Nè, tôi không có phục vụ anh đâu. Về thành phố, chờ cô người đó khóc đến bao giờ? Dứt lời, anh mở cửa sau xe ném cô vào trong. Để cô ngồi hàng ghế sau, anh mở cửa ghế lái rồi ngồi vào, khởi động chiếc xe quay đầu trở về thành phố. Cảm giác trong lòng của anh lúc này nhẹ nhõm như vừa hất đi một tảng đá rất nặng. Còn cô, dường như bóng tối vây hãm xung quanh đã rời đi từ lúc nào. Thoải mái và bình tâm trở lại, cô tò mò hỏi. Sao anh tìm được tôi vậy? Khóe miệng nhếch lên tủm tỉm, Hoàng Nhân cao hứng. Cô ở đâu tôi mà không tìm được? Động lực thân dưới to lớn quá. Biểu môi nhẹ, cô nói đùa. Anh mê tôi như vậy, hay là đăng ký vào danh sách Casey của tôi đi, tôi sẽ xem xét. Nói thì nói vậy thôi, cô biết mình đứng ở đâu, cũng không có kỳ vọng gì ở anh ta. Người ngồi trước cô cũng đâu phải là một con cừu cho cô dắt mũi. Anh ta hừ lạnh. Người đẹp hơn cô, tôi còn đang suy xét đó. Cô nhún vai, anh ta nói vậy cũng đâu có sai. Người vừa đẹp trai vừa giỏi giang lại giàu có gia thế như anh ta, chỉ sợ số đàn bà con gái khao khát đếm cũng không xuể. Vậy tại sao anh bám theo tôi như đĩa? Cô bực mình hỏi, vừa chờ câu trả lời vừa đưa mắt nhìn hàng cây gian đường vút qua tầm mắt trong ánh đèn vàng cao áp. Cô biết rồi còn hỏi nữa. Anh thờ ơ đáp một câu. Thực tình anh cũng không có hiểu tại sao bản thân lại thèm khát cô ta như con nghiện sau đêm khai trai đó. Nhưng cô ta không có phù hợp là người phụ nữ tương lai sánh bước bên cạnh anh. Anh biết rõ điều này, cũng đã vạch ra ranh giới ngay từ ban đầu. Mai Phương có chút nóng mặt, cả người cũng nóng rang sau câu thẳng thắn thừa nhận ham muốn bản năng của Hoàng Nhân. Muốn dập tắt suy nghĩ bỉ ổi trong kẻ đáng ghét này, cô thẳng thắn. Đừng có nghĩ tôi thất thân là dễ dãi. Chuyện đó với tôi chỉ như chó cắn mà thôi. Tôi sẽ không có tự rẻ rúng bản thân vì bất cứ cái điều gì đâu. Anh hiểu chứ? Lướt nhìn gương mặt ửng hồng tỏ vẻ cứng rắn của cô qua gương chiếu hậu, sâu trong lòng anh là cảm giác nhẹ nhõm khó giải thích. Từ lúc biết cô bị gã anh trai ruột khốn nạn bán cho Trương Thế Quân, rồi bị gã cưỡng hiếp, lòng ngực của Nhân đã đầy ắp cảm giác khó chịu. Giây phút bất lực khi cảnh sát chưa có cách nào tìm ra chiếc xe có biển số giả đó, ý nghĩ lóe lên trong óc anh chính là việc Mai Phương bỏ chạy khỏi gã quân trong đêm vào phòng cầu cứu anh. Khả năng cao, kẻ bắt cóc cô tối nay cũng chính là gã ta, bởi gã nổi tiếng dâm vật thù dai. Bám vào cái suy nghĩ đoán mong manh này, anh quyết định đến biệt thự nhà họ Trương tìm người. Trương thấy Long trên thương trường khốn nạn thế nào, miễn bàn đi. Nhưng mà trong giao tiếp, hắn kín kẻ khó có thể chê trách. Long cam đoan giúp Nhân tìm người. Chỉ đề nghị anh không có được báo cảnh sát để bắt em trai hắn sau khi tìm được Mai Phương. Lúc đó, đầu óc rối loạn, Nhân chấp nhận đề nghị của gã. Thế Long nhanh chóng liên lạc được với vệ sĩ của Thế Quân
dễ dàng nắm được vị trí chiếc xe của gã. Việc của Hoàng Nhân là nhanh chóng cùng với nhóm vệ sĩ đuổi theo đòi lại Mai Phương. May sao, mọi chuyện diễn ra thuận lợi. Giây phút Mai Phương lao khỏi xe, chạy đến nấp sau lưng anh, dường như một cảm giác chiến thắng dâng lên, khiến anh choáng ngợp trong khoái cảm dâng tràn từng mạch máu. Trấn tĩnh lại mọi cảm xúc khó có thể gọi tên, Hoàng Nhân nham nhở nhếch miệng. Đơn giản vậy à? Hay là cô thử thêm vài lần nữa đi, biết đâu lại thích đó. Tức đến đỏ gay cả mặt mũi, cô phun ra một câu. Anh sủa vài tiếng đi rồi tính. Khoang xe im lặng như tờ. Cảm giác tiếng hít vào thở ra cũng khiến người khác nghe được. Kêu một tổng giám đốc cao cao tài thượng như anh ta sủa, cô đúng là thích bị ghim thù rồi. Cô có chắc chưa? Anh cù nhây nháy mắt chọc qua cái gương chiếu hậu. Cô há miệng đứng hình, hết thuốc chữa cho con người này. Cô cũng cù nhây luôn. Tôi kêu sủa rồi mới tính mà. Tôi đẹp trai nhưng đâu có ngu. Anh bĩu môi cười. Một hồi im lặng, thái độ lạnh lùng, anh nhàn nhạt tiết lộ. Có một chuyện chắc chắn là cô chưa có biết. Chủ nhân của Mỹ An chính là Trương Thế Quân, cũng chính là kẻ đã mua cô. Mai Phương kinh ngạc đến tròn xe hai mắt, nhất thời bất động. Cô vừa mới tham gia phỏng vấn để xin việc ở đó, lòng mong đợi được cống hiến cho họ. Thì ra, kẻ cô căm ghét kia có tên Trương Thế Quân, còn là chủ nhân của tập đoàn Mỹ An. Trống ngực đập dồn dập, biết rõ rồi, có chết cô cũng không có vào đó làm việc. Nuốt nghẹn qua cổ họng, cô gật nhẹ. Cảm ơn anh đã cho tôi biết điều này. Nếu không, rất có thể tôi sẽ là một nhân viên của Mỹ An. Bọn chúng bày ra nhiều trò hãm hại và nuốt gọn các công ty nhỏ để vươn lên, là một lũ khốn kiếp đáng ghê tởm. Cô cũng không có biết phải không? Cô nuốt nghẹn thêm một lần. Dạ, thật ra tôi đã được nghe cảnh báo. Suốt từ lúc đó đến khi trở về tới thành phố, Mai Phương chìm trong suy nghĩ phải kiện Trương Thế Quân. Nhưng bằng cách nào? Khi trong tay cô không có bằng chứng, đến việc đêm đó hắn làm thế nào với cô còn không có thể nhớ được. Mọi thứ đều mờ mịt trong trí óc. Suy nghĩ đó khiến cô vừa hận lại vừa giận chính bản thân của mình. Đến khi nhìn ra ngoài, cô mới tá hỏa, Trần Hoàng Nhân đã đưa cô đi một đoạn đường khác. Cảm giác tức giận dâng trào, cô chồm người về ghế lái, ghé tai vào anh mà gắt gỏng. Anh đưa tôi đi đâu vậy? Càng lúc càng xa nhà tôi rồi đó. Đừng có nói là anh ta vẫn nuôi ý định bẩn thỉu kia với cô đó. Ở cái nhà đó, tôi không có đảm bảo cứu cô khỏi bị bắt đi 80 lần nữa đâu. Có thật anh muốn giúp tôi chứ? Cô nghi kỵ hỏi. Hoàng Nhân lại tủm tỉm cười cái điều đáng ghét. Còn phải hỏi nữa sao? Cảm ơn. Cô đãi bôi đáp rồi hỏi tiếp. Giúp vô tư hả? Tôi vẫn chưa có đạt được cảnh giới cho đi không có cần nhận lại. Hừ một tiếng, cô đập tay vào bả vai anh. Anh ta kêu lên oai quái. Đau! Cho trừ cái tội nham nhở. Sao cô vũ thê vậy hả? Ai là thê ở đây? Không lẽ là vũ nữ? Là gì thì tôi cũng không cần sự giúp đỡ của anh. Thả tôi xuống kia đi, tôi tự đón xe về. Dù sao tối nay cũng cảm ơn anh. Ngồi yên ở đó đi, ai thèm làm gì đâu. Cô á khẩu, yên lặng không cãi lại, bởi cô cũng không có thể tự mở cửa xe bỏ chạy khỏi anh ta lúc này. Chiếc xe phóng thẳng xuống tầng hầm một khu chung cư cao cấp, lấp lánh qua mắt người nhìn. Bước khỏi xe, cô e dè nhìn xung quanh, thấy toàn xe hơi hạng sang ở tầng hầm tòa nhà, liền hoảng hốt. Anh kêu tôi ở đây hả? Hoàng Nhân không xoay người lại, chỉ nhàn nhạt nói, đủ để người phía sau thêm một lần tròn mắt. Cô tạm lánh ở đây đi, tôi còn nhiều việc phải làm, không rảnh bảo vệ cô. Anh ta thực sự muốn bảo vệ cô sao? Lúc này cô cần sự bảo vệ hơn bao giờ hết, bởi số tiền Trương Thế Quân trả nợ cho anh trai cô lớn như vậy,
không có dễ dàng mà hắn bỏ qua cho cô. Tia sáng lóe lên trong trí óc, Mai Phương bước nhanh ba bước song song với Hoàng Nhân, quay sang ngẩng đầu lên nhìn anh, cô đanh mặt tức giận. Nếu anh có thể giúp tôi kiện hắn cái chuyện hắn hại đời tôi, bắt được hắn ngồi tù, nhất định tôi sẽ báo đáp. Cúi xuống nhìn gương mặt xinh đẹp chuyển màu tím đỏ trong cơn cuồng nộ, Hoàng Nhân chau mày. Chuyện này có nguyên nhân từ anh trai của cô. Cảnh sát sẽ đưa hắn vào tù đầu tiên. Còn nữa, cứ cho tôi có thể giúp cô kiện được hắn đi, còn bảo vệ cô khỏi sự trả thù của hắn, thì việc này nhất định báo chí sẽ đưa tin rầm rộ. Lúc đó, cả nước sẽ biết cô là nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp. Cô không có sợ mất mặt à? Tôi... Bước chân khựng lại, cô cúi mặt tần ngần, hai bàn tay dò vào nhau lúng túng. Việc cô bị hại khởi nguồn từ anh trai cô, gã không thể thoát tội một khi cảnh sát vào cuộc. Ngay từ ban đầu, cô đã bỏ qua không khai báo về gã trước cảnh sát. Lúc này, liệu cô có nỡ để cảnh sát bắt anh trai của mình hay không? Hắn là người thân duy nhất còn lại của cô trên cuộc đời này. Tôi không ngại lên báo, cũng không có sợ mất mặt, nhưng anh của tôi có thế nào vẫn là anh của tôi. Cô cay đắng sụt sịt. Ngày cô còn nhỏ, những lúc ba mẹ làm việc ở công trường xây dựng để lại hai anh em trong căn nhà trọ. Chính anh trai cô đã chăm sóc cho cô miếng ăn giấc ngủ. Đến khi ba mẹ qua đời, không còn ai sâu sát quan tâm, gã mới theo chúng bạn xấu lôi kéo bỏ bê tất cả, xa vào chơi bời. Nhưng có thế nào, gã vẫn có suy nghĩ chăm sóc cho cô, chỉ là do hoàn cảnh gã mới cùng đường mạt lộ. Bàn tay chạm lên đầu cô xo xo như xo đầu cún. Anh thở hắt một hơi, khẽ lắc đầu, anh bước trước cô một bước để cô nhíu mày vuốt lại mái tóc bước nhanh theo sau. Chuyện tên quân cưỡng hiếp cô luôn khiến cho Hoàng Nhân khó chịu, nhưng cô quyết định không khởi kiện gã. Anh cũng không có quan hệ gì đến việc này. Việc không kiện gã tội bắt cóc người tối hôm nay, anh sẽ giữ lời với Trương Thế Long. Trên hết, người cũng đã bình yên trong tay của anh. Nhưng để cô rơi vào tay hắn thêm một lần nữa, chỉ nghĩ đến thôi cảm giác tức giận đã sôi sục trong lòng. Mở cửa căn hộ 1832, Hoàng Nhân hài lòng nhìn cái vẻ choáng ngợp trong đôi mắt của cô gái vừa mới bước vào sau anh. Mai Phương mím chặt môi, đưa mắt nhìn một dòng nội thất sang trọng trong căn hộ có tông màu trắng xám trước mặt. Chi phí ở đây một ngày là bao nhiêu? Nói ra chỉ sợ cô ngủ mất ngon, tốt hơn cô không cần quan tâm. Dù người trước mặt cô tỏ vẻ trịch thượng, nhưng mục đích của anh ta là muốn tốt cho cô. Lòng không khỏi cảm kích, cô tự nhiên lại áy náy mấp máy môi. Anh thật sự không cần tôi trả tiền cho anh. Hoàng Nhân không đáp lại, bước vào phòng khách, anh cầm cái điều khiển hướng về màn hình TV nhấn nút rồi ném xuống sofa. Trong lòng của anh là rất nhiều cảm xúc khó diễn tả thành lời. Thái độ biết ơn của Mai Phương khiến anh tự thấy mình bị ổi. Cô đã thể hiện rõ trước anh, nhất định cô sẽ không có gì tiền bạc mà bán thân. Còn anh, ngoài tiền bạc có thể cho cô, anh không có gì để cho cô hết. Trước khi gặp cô, anh chưa từng có suy nghĩ sẽ dùng tiền bạc để trao đổi cái chuyện kia. Lần đầu tiên đề nghị với cô, anh thực lòng chỉ muốn kiểm chứng lại. Liệu anh có thể làm đàn ông thật không? Nếu không có thuốc, trong khi anh tràn đầy dục vọng dù chỉ lướt qua cô. Cuối cùng thì mọi chuyện lại dẫn đến cái gì như thế này. Anh cho phép cô ở căn hộ riêng của anh. Không chỉ vậy, việc cô xuất hiện ở đây cũng khiến anh cảm thấy nơi này tốt đẹp đến mức nào. Tôi có thể vào Trần Gia làm việc được không? Hơi sững lại, Hoàng Nhân nhếch miệng, mắt không nhìn cô gái xinh đẹp vẫn bước theo anh như tìm một điểm tựa trong căn hộ rộng lớn này. Cô đang tìm cách báo đáp cho tôi à? Tôi là người có ơn, tức là phải báo. Một lực tay Hoàng Nhân vươn ra kéo giật lại,
cơ thể mềm mại của Mai Phương nằm gọn trong lòng của anh. Cô sững sờ, kinh ngạc khi chưa kịp phản ứng. Đôi môi tinh xảo trước cô cong lên thành hình trăng khuyết. Bảo như thế này có được không? Cô lắc đầu, dùng khỏi người anh. Anh không ép buộc cô thêm. Hài lòng kéo cổ áo, nới rộng ngăn cảm giác nóng bừng lan tỏa từng mạch máu. Cô như con hồ ly tinh quyến rũ anh, không cách nào kháng cự. Nhưng anh cũng không thể đóng vai một con quỷ dâm dục cưỡng ép cô. Cô yên tâm đi, tôi không phải Trương Thế Quân. Anh nhếch miệng cười, đưa hai ngón tay day day mi tâm, đôi mắt sắc bén khẽ nhắm lại, khẳng định thêm một lần trước cô. Trấn tĩnh lại sau những giây phút choáng ngợp, cô ngồi phịch xuống cạnh anh, tự động chuyển kênh TV sang chương trình cô thích. Tôi tin anh, ít nhất cái điểm này. Một hồi yên lặng, cô tiếp lời. Tôi cũng không phải là người không biết đúng sai. Nghe nói Trần Gia cần nghiên cứu viên phát triển loại vải mới. Tôi thấy bản thân phù hợp. Nếu anh thấy ổn, tôi sẽ nộp hồ sơ vào Trần Gia. Nếu không ổn, tôi cũng sẽ tìm việc khác để trả anh chi phí anh đã bỏ ra cho tôi. Hoàng Nhân trao đôi mắt sắc, nhìn về căn bếp lạnh ngắt, anh chợt lên tiếng. Cũng được, cô ở đây thỉnh thoảng làm cái món thịt kho được chứ, tôi sẽ ghé qua. Mai Phương hơi ngớ ra một giây, sau đó cơ thể được thả lỏng, cô mỉm cười gật đầu. Tất nhiên rồi, khi nào anh thích ăn cứ báo tôi một tiếng. Hoàng Nhân gật gù, đặt cái thẻ khóa lên bàn kính, anh đứng dậy. Ngày mai, cô có thể vào Trần Gia nộp hồ sơ. Nơi này an ninh bảo đảm tuyệt đối, Trương Thế Quân cũng sẽ không có dám làm gì sau cái chuyện tối này. Nhớ ra đồ đạc còn để lại tại căn nhà trọ lụp xụp mới dọn vào được có mấy ngày, Mai Phương liền lên tiếng. Còn đồ đạc của tôi ở bên kia... Sáng mai sẽ có người đem qua cho cô. Không biết phải nói thêm điều gì, cô gật đầu, nhìn theo cho đến khi Hoàng Nhân rời khỏi căn hộ sang trọng, mới mẻ, như chưa có người ở. Có chút tò mò, cô đi dạo quanh một vòng, hít sâu một hơi đẩy cửa phòng ngủ lớn, còn to gan mở tủ quần áo ở trong đó. Trái tim chợt thót lên một nhịp, trong đó treo âu phục của nam giới, bên dưới còn xếp vài bộ đồ mặc nhà cùng đồ lót đàn ông. Mùi hương tỏa ra từ quần áo là mùi hương nước hoa nam tính dễ chịu, mùi hương của riêng anh ta. Căn hộ này là nơi Trần Hoàng Nhân vẫn sống sao? Anh ta nhường cô ở lại đây, còn bản thân thì tìm nơi khác trong khoảng thời gian này. Kẻ lắc đầu, cô tự nhắc mình đừng có nên áy náy. Con người giàu có này hẳn không có thiếu chỗ để ngủ đâu. Thậm chí có khi lại tìm em gái xinh tươi nào vui vẻ không chừng. Mượn tạm một cái áo sơ mi của Hoàng Nhân, Mai Phương bước vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ những gì ghê tởm cần lưu lại trên da thịt. Mùi hương của ai kia vẫn còn dương dấn qua cùng mùi hương trên cơ thể của cô sau khi tắm. Tất cả đem cho cô một cảm giác bình yên giữa bộn bề cuộc sống. Cứ vậy, chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng. Mai Phương tròn tỉnh, vô thức lùi về phía sau khi phát hiện ra Hoàng Nhân đã nằm bên cạnh mình từ lúc nào. Con người này, âm mưu của anh ta thật là kinh khủng. Nhưng anh ta đâu có làm gì cô, chỉ đơn giản là nằm bên cạnh, thậm chí còn cách cả một khoảng giường. Hoàng Nhân đã thay một bộ đồ thun mềm mại, gương mặt đẹp trai đang say ngủ bình yên như thiên thần. Thật không thể nào liên hệ với gã đàn ông gạ tình bám theo cô như địa đối ban ngày. Cảm nhận được luồng ánh mắt này của Mai Phương, Hoàng Nhân mơ màng mở mắt, đôi môi mỏng nhếch lên hài lòng ngắm nhìn cô gái xinh đẹp trong ánh đèn ngủ xanh biển. Ấm ức vì bị lừa, hai mắt rơm rớm, cô xoay ngoắt lưng về anh. Hoàng Nhân cười cười giải thích. Tôi về nhà mà cổng khóa mất rồi, không có gọi được người mở, không lẽ ngủ ngoài đường? Cô nói trong ấm ức. Căn hộ này còn mấy phòng ngủ nữa mà, anh cố tình chứ cái gì?
sau cái giọng cười tủm tỉm. Anh Thanh Minh: có phòng nhưng mà không có giường, chỉ phòng này có giường thôi. Thì anh đi tìm ai như cái đêm hôm đó mà qua đêm đi. Đêm đó chỉ là tai nạn. Cô hừ một tiếng coi thường. Anh hiểu nhưng cũng không có giải thích, chỉ chọc ghẹo. Cô ghen đó hả? Anh mơ đi. Tôi chỉ thấy áo của mình có thể làm váy cho ai đó ngủ ngon lành. Mai Phương đang đắp một cái mền mỏng nên không có gì là hở hang. Cô gác nhẹ: tôi đâu có cái gì để mặc. Thì tôi đâu có nói cái gì đâu. Đi ngủ tiếp đi. Có người lạ nằm cùng, chính xác là một con sói, tôi làm sao mà ngủ được. Cứ tưởng anh hào phóng thế nào lắm chứ. Ai dè. Cô vùng dậy, ý định ra sofa. Anh không chịu, liền nắm chặt cổ tay của cô giật về mình. Hai cơ thể sát kề, anh dùng người ép cô nằm bên dưới, bốn mắt nhìn nhau, vuốt tóc cô, anh thì thầm: làm tình nhân của tôi thì sao chứ? Đoàn Hiểm thoát thân Mai Phương học được từ một lớp dạy võ tự vệ, một lần nữa phát huy tác dụng. Hoàng Nhân ôm cậu em nhăn nhó nhìn Mai Phương ôm chăn gối bỏ ra sofa. 12 giờ đêm rồi, cô không thể rời đi. Đành co người nằm trên sofa rộng lớn. Tự nhiên hai mắt lại đỏ que. Trần Hoàng Nhân kia có thế nào cũng chỉ là một kẻ đầy bụng mưu mô đáng ghét. Âm thanh sập cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng. Mai Phương giọng tai nghe ngóng, bất chợt cảm giác có gì đó trống rỗng. Hoàng Nhân vừa mới rời khỏi căn hộ, không biết anh có về lại đây không. Không muốn trở lại phòng ngủ của anh, cô quyết định nằm luôn ở phòng khách. Đến khi mở mắt, ngày mới đã bắt đầu. Một đêm mệt mỏi, cứ ngỡ bình yên một mình, nào ngờ anh âm mưu lừa cô vào cái thế khó. Cô đúng là ngốc nghếch mới tin lời của kẻ suy nghĩ bằng cái thân dưới kia. Có tiếng chuông báo, Mai Phương lật đật bước ra cửa, nhìn qua mắt thần, thấy một người đàn ông trẻ vừa lạ lại vừa quen. Anh ta chính là người đã cảnh báo cho cô chiều hôm qua về Mỹ An. Chau mày phán đoán cô hiểu chuyện. Lúc này anh ta xuất hiện ở đây, có lẽ Trần Hoàng Nhân đã thẳng thắn không có che giấu cô về chuyện anh ta đã theo dõi cô rồi. Anh ta cầm trên tay cái túi xách nhỏ và ba lô to đưa lên như báo hiệu đồ của cô. Chợt nhớ ra đêm qua Hoàng Nhân nói có người về lấy đồ giúp, cảm thấy tin tưởng, cô liền mở cửa. Anh lấy đồ giúp cho tôi hả? Cảm ơn nghe. Thực ra tôi định về lại đó. Phòng, vệ sĩ thân tính của Hoàng Nhân nhìn vẻ mệt mỏi trên gương mặt của Mai Phương, khẽ nhướng mày thắc mắc. Cô ở đây thì có gì không tốt chứ? À, tôi xin lỗi vì chiều hôm qua không thể nói rõ cho cô biết tôi là vệ sĩ của anh Nhân. Dạ, ở đây tôi giống như là sống cùng với anh Nhân, điều này tôi không có muốn. Cô nên biết hiện tại nhiều kẻ muốn tóm lấy cô, dù quan có đầu nợ có chủ, nhưng cô đang là kẻ bọn chúng nhắm tới. Cô có biết cái câu tóm kẻ có tóc, không ai tóm kẻ trọc đầu. Anh cô bây giờ là kẻ trọc đầu đó. Chỉ có cô là có giá trị với bọn chúng. Cô nên nghe thôi, ở lại đây đi. Anh Nhân cũng đâu có ăn thịt cô đâu, phải không? Anh ta không có ăn thịt cô thật, mà lúc nào cũng đe dọa ăn tươi nuốt sống cô. Cô đúng là rơi vào cái thế khó, đi cũng dở mà ở lại đây cũng dở. Mặt mũi méo xẹo, cô đành lấy đồ từ tay Phong đem vào trong căn hộ. Trong ba lô là quần áo của cô đã được Phong xếp gọn ghẽ. Anh ta quả thật rất cẩn thận. Anh gõ cửa hỏi cô thêm: anh Nhân kêu tôi trợ giúp cho cô, sáng nay cô có muốn đến Trần gia phải không? Dù có ghét kẻ mưu mô như Trần Hoàng Nhân, nhưng cô cũng phải thừa nhận anh ta rất chu đáo khi để cho Phong hỗ trợ cho cô. Gật nhẹ đầu, cô xác nhận: đúng là sáng nay tôi muốn đến Trần gia xin việc, nhưng hiện tại tôi chỉ có hồ sơ online, bên các anh có chấp nhận không? Được. Phong cười như chọc ghẹo, làm cho gò má Mai Phương có chút nồng nóng.
Trần Hoàng Nhân dứt khoát muốn cô vào Trần gia làm việc tới như vậy sao? Không nghĩ gì hơn, cô đem bộ váy công sở vào nhà tắm, nhanh chóng thu xếp để Phong lái xe đưa mình đến trụ sở Trần gia. Cơn tức giận làm cho Thế Quân khó lòng nín chặt. Có điều trực tiếp chống đối anh trai là điều gã không có thể làm được. Tay vệ sĩ tiết lộ thông tin của gã cho Thế Long, gã cũng không có thể đuổi cổ vì đó là công việc của hắn. Gã chỉ đạp mấy cái vào bụng hắn cho hả dạ rồi ôm cục tức lên phòng. Sau mấy tiếng gõ cửa, Thế Long bước vào phòng em trai, cau mày lạnh giọng. Còn tức tối cái gì? Không phải anh đã cấm chú tiếp tục với con bé đó sao? Cái chỗ là vậy đi, tại sao lại giúp thằng khốn đó chứ? Không có anh, nó sẽ không có thể tìm được em. Khóe miệng nhếch lên, Thế Long cụp nhẹ mi mắt. Không phải Trần gia nên có một cô con dâu như vậy sao? Nhìn em trai còn tức giận, Thế Long so dịu. Cuối tuần này, gia đình chúng ta có cuộc gặp mặt với gia đình của ông Trọng. Gặp tiểu thư Thiên Lý, chú sớm sẽ quên chuyện này thôi. Dứt lời, Thế Long xoay người rời đi. Thế Quân yên lặng suy tính. Món nợ của anh trai Mai Phương, gã vung tiền trả hết. Nếu không, bọn Tạ Tuấn đã không có để yên. Cho nên dứt khoát, gã phải đòi Mai Phương trả lại cho xứng đáng. Sau cuộc phỏng vấn nhanh, Mai Phương đáp ứng được vị trí công việc tại phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm của Trần gia. Tuần đầu tiên làm việc trôi qua nhẹ nhàng, phần lớn thời gian cô ở phòng thí nghiệm. Việc nhận được email từ chối của Mỹ An cũng không khiến cho cô có chút mảy may bận tâm. Suốt một tuần đó, Hoàng Nhân không trở về căn hộ 1832, cũng không có gặp Mai Phương lần nào. Một mình Mai Phương trong căn hộ rộng lớn, trong lòng cô là vô vàn cảm xúc. Cô đang mắc nợ anh. Nhưng có thế nào, cô cũng không có muốn đáp ứng đòi hỏi của anh. Còn anh cũng không có ép buộc cô, vẫn để Phong đưa đón cô mỗi ngày. Sau cái đêm rời khỏi căn hộ 1832, Hoàng Nhân quyết định từ bỏ suy nghĩ trao đổi thể xác với cô gái kia. Cô ta không phải là đối tượng thích hợp. Muốn đến gặp cô, muốn ăn một bữa cơm với cô, nhưng cuối cùng, lý trí vẫn ngăn cản anh hành động. Bàn tay mềm mại đặt lên vai, anh ngẩng mặt lên nhìn mẹ. Đôi mắt xuất hiện chút quầng thâm của con trai, làm lòng bà Thu thắt lại. Đưa ly nước cam vắt cho anh, bà nhẹ giọng hỏi han. Dạo này công việc bận lắm hả con? Cũng không có gì đâu mẹ. Đón lấy ly nước cam, anh vỗ lên tay của mẹ trấn an. Bà Thu khẽ thở dài nhìn xa xăm. Chuyện con đưa con bé kia về căn hộ đến tai của ba con rồi. Ông ấy không có nói gì, nhưng con hiểu phải không? Con hiểu mà mẹ. Bà gật nhẹ hài lòng, nghiêm nét mặt nói tiếp. Con sớm để cô ta rời khỏi đó đi. Chuyện này mẹ không cần phải lo. Có thế nào Hoàng Nhân cũng là cậu con trai mà bà luôn yêu thương, chiều chuộng và lo lắng nhất. Hoàng Duy lớn hẳn lại xuất sắc nghe lời từ nhỏ, bà không cần phải suy nghĩ nhiều. Chỉ có cậu Út là khiến cho bà lo nghĩ không thôi. Tối thứ sáu, nhà ta có khách. Vị khách này là thứ trưởng, có mối quan hệ lâu năm với ba của con. Con gái bác ấy cũng tới, còn nhớ thu xếp để có mặt nghe. Đôi mắt có chút sẫm lại, anh hiểu ý của mẹ là cái gì. Thêm một cô tiểu thư danh giá thích hợp bà muốn giới thiệu cho anh. Không phải anh luôn xác định sẽ lấy một người như vậy sao? Con gái của bác ấy tốt nghiệp thạc sĩ tại London. Năm nay 25 tuổi, mẹ đã gặp con bé đó tại nhà bà Hiền. Con bé xinh đẹp, nhẹ nhàng, hiền diệu, rất hợp với con và gia đình mình. Con sẽ thu xếp, mẹ yên tâm đi. Hoàng Nhân nhàn nhạt đáp, không cảm xúc trong lời nói. Bà Thu mừng rỡ mỉm cười, giọng dịu lại. Chuyện lùm xùm của con cách đây nửa tháng ầm ĩ khắp nơi mà gia đình họ dẫn đến chơi, mẹ không còn gì chê. Nếu hai đứa hợp thì cuối năm nay tổ chức luôn đi. Mẹ à, cần gì phải gấp gáp vậy chứ? Cưới vợ phải cưới liền tay. Mẹ tin con gặp con bé một lần là sẽ ưng ngay. Bất ngờ,
lại vui mừng trước sự hợp tác của Hoàng Nhân, đôi mắt cùng nụ cười trên gương mặt của bà Thu lấp lánh. Năm ngoái, bà giới thiệu cho anh ba cô tiểu thư mà anh đều không có thèm xuất hiện. Năm nay, anh đã chững chạc hơn, đã nhận lời gặp gỡ con gái nhà người ta. Hơn nữa, đối tượng lần này cực kỳ xuất sắc, đặc biệt gia thế con bé có thể hỗ trợ Trần gia vững mạnh. Không có nên bỏ lỡ một đối tượng tốt như vậy. Bản thân Hoàng Nhân cũng hiểu như những gì mẹ anh nghĩ trong đầu. Mẹ rời khỏi phòng, anh vẫn còn hướng mắt theo. Một người vợ phù hợp theo ý gia đình không phải là điều anh muốn hay sao? Vậy mà thật sự đối diện với việc này, anh lại cảm thấy áp lực hơn bao giờ hết. 5:30 chiều thứ sáu, khóa lại cửa phòng làm việc, Hoàng Nhân ra về sớm. Chạm mặt Mai Phương ở thang máy, anh có chút sững lại. Đã hơn một tuần từ lúc cô vào đây làm việc, chưa một lần anh gặp lại cô. Vẫn với cái dáng vẻ hấp dẫn anh như mọi lúc, hôm nay cô mặc cái váy công sở màu vàng chanh, xõa mái tóc mềm quá vai, gương mặt trang điểm nhẹ, yết hầu chuyển động. Anh lướt ánh mắt qua cô rồi nhìn về nơi khác, trầm giọng. Làm việc ở Trần gia như thế nào? Trong lòng Mai Phương, thời gian này nói là nhẹ nhõm, khi anh biến mất trước cô cũng không hẳn. Nhưng nếu anh cứ dồn ép thì cô sẽ không có thể tiếp tục ở lại Trần gia cũng như căn hộ của anh. Có chút lúng túng trước cuộc gặp bất ngờ, cô đáp lời. Cảm ơn Tổng Giám Đốc đã quan tâm. Tôi làm việc ở đây rất thoải mái. Cả việc ở căn hộ của anh. Nhưng tôi đã tìm được một nơi an toàn. Tuần tới tôi sẽ chuyển đi, không làm phiền anh lâu hơn nữa. Không cần rời đi đâu. Hoàng Nhân nghiêm giọng, việc Mai Phương ở căn hộ 1832 từ lúc nào đã khiến anh muốn đến nơi cô tịch đó, dù chưa một lần anh thực sự bước chân đến gặp cô sau cái đêm đó. Nhưng suy nghĩ này đã tồn tại trong đầu óc của anh như một thói quen. Bất ngờ anh bật lời. Tối nay tôi đến ăn cơm thịt kho, được chứ? Mai Phương sững sờ khựng lại, trái tim thót lên một nhịp. Không phải anh từng nói thỉnh thoảng sẽ đến ăn cơm và cô đã nhận lời rồi sao? Chỉ là như thế này thì có chút bất ngờ, bởi cô nghĩ khi đó anh chỉ nói chơi dụ dỗ cô ở đó thôi. Được, vậy tối nay dậy ngang. Ok. Hoàng Nhân nhấn giữ thang máy nhìn Mai Phương rời khỏi, trái tim đập rộn ở trong lòng ngực. Trước quyết định bật ra vượt khỏi lý trí đè nén, không phải tối nay anh có cuộc gặp gỡ với đối tượng thích hợp sao? Vậy mà anh lại không có chút hứng thú nào. Cuộc gặp tình cờ với Mai Phương như một mồi lửa thiêu rụi lý trí trong anh, hệt như cách cô xông vào cuộc đời của anh. 7 giờ tối, tại biệt thự nhà họ Trần. Bà Minh Thu tự hào nhìn con trai bước vào phòng ăn. Hoàng Nhân mỉm cười cất lời chào, rồi kéo ghế ngồi xuống. Trong cái áo sơ mi trắng tinh cùng với quần đen lịch lãm, mái tóc ngắn đen nhánh lộ gáy trắng trẻo, khí chất anh như làm bừng sáng cả căn phòng. Ánh mắt tiểu thư phi yến chỉ thoáng nhìn liền dán chặt vào Hoàng Nhân. Anh lại không có hề để ý, lòng anh lúc này chỉ mong sớm rời khỏi bữa tiệc tiếp khách để đến với Mai Phương. Cô đang đợi anh, chỉ cần nghĩ về thôi, tự nhiên khóe mắt môi lại vô thức cong lên. Anh Nhân, công việc của anh có bận lắm không? Bà Thu cố ý sắp xếp để Phi Yến ngồi cạnh Hoàng Nhân, nhấp môi ly rượu vang. Cô nhẹ nhàng nhìn anh rồi hỏi. Anh lịch sự quay sang cô tiểu thư hiền diệu ngồi bên cạnh. Chưa kịp đáp lời, bất ngờ một người làm liền chạy vào phòng nói nhỏ vào tai bà Thu, nhưng anh cũng nghe được. Bà chủ, ngoài cổng có một cô gái, cô ta nói là cần gặp cậu Nhân gấp. Sắc mặt bà Thu chuyển màu đỏ lựng, bực bội, bà liền nhỏ giọng dặn người làm. Kêu cô ta đi đi, bây giờ không phải lúc thích hợp đâu. Tôi cũng có nói vậy, nhưng bà ta dứt khoát không có chịu đi, còn nói nếu không gặp được cậu Nhân, cô ta sẽ không có về. Hoàng Nhân đanh mặt suy nghĩ, cô gái mà người làm nói là ai đây? Có khi nào là Mai Phương đến tìm anh không?
Dù cô gái đó là ai, thì anh cũng có lý do để rời đi. Cho nên anh nhẹ nhàng xin phép. Con có chút việc đột xuất, con xin phép rời bàn sớm. Ông Hiển cau mày đanh giọng. Nhân à, việc gì cũng gác lại hết đi con, ngồi xuống còn chưa có ấm chỗ đã đi luôn là sao? Bà, quả thật con có việc quan trọng, con có thể không đi. Không chờ phản ứng của ba mẹ, anh xoay lưng bước nhanh ra cửa. Bất lực trước sự bướng bỉnh của con trai, bà Thu áy náy nhìn Phi Yến. Con thông cảm cho anh Nhân con nghe, công việc của anh là vậy đó, cứ đột xuất suốt thôi. Dạ, không có vấn đề gì đâu bác, con cũng nhớ ra có chút việc nên con xin phép ra ngoài. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Ái Tình Khó Buông, tác giả Vũ Ngọc Hương. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 3 trong 7 tập.